nên pin giật đi. Này, các anh ơi, cho em xin xe với ạ. Lấy đi em. Thế các anh không kiểm tra vé xe à? Cú mày kia. Cú tao nhưng mà tôi đã ghi bên mày mà. Anh cũng là bảo vệ quán, đánh giá ra cho. Em xin ạ. Em cảm ơn anh nhiều nhá. Cậu ra ngoài này gặp anh. Bắn đi ông. Lên đi, cái chỗ kia đó nhảy sang. Kia, nó vào kia. Xem ạ. Rảnh như này, các cậu ở nhà chơi cho vui. Ở ngoài kia có rất nhiều người mong muốn công việc này, và chắc chắn người ta sẽ làm tốt hơn. Nghỉ việc đi. Hôm nay, đây không phải là lần đầu tiên anh phải dắt xe cho khách. Em xem lại cách quản lý của em đi, và hãy tự chọn cho mình một hình phạt.